Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì trong video hôm nay mình sẽ cập nhật nhanh cho các bạn cái tình hình hiện tại trên cái chart biểu thị của đồng Bitcoin. Và ở phần cuối video thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái thông tin liên quan đến đồng Ethereum. Thì mình thấy là cũng rất là nhiều bạn quan tâm tới cái đồng coin này. Cũng như là trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái sự tương quan giữa chart biểu thị giá của Bitcoin và cái chỉ số S&P 500. Đây là cái sự tương quan để giúp cho các bạn hiểu được cái mối liên hệ của Bitcoin đến với những cái tình hình kinh tế thế giới hiện tại, và các bạn cũng nên quan tâm tới những cái thông tin như thế này ở trên thế giới. Với những các bạn nào mà mới xem kênh YouTube của mình thì sau khi ấn nút đăng ký, các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh. Khi nào mình có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được update và các bạn không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Ngoài ra là các bạn hãy follow hai kênh Telegram mà mình để ở dưới phần liên hệ. Thì trên hai kênh Telegram này mình sẽ update những cái thông tin lên trên đó, thì các bạn sẽ cập nhật trên hai cái kênh Telegram này, nó sẽ kịp thời và nhanh chóng hơn. Ngoài ra với những cái bạn nào mà quan tâm tới cái việc giao dịch margin thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm bằng cái Telegram, một cái nhóm chuyên sâu về phân tích kỹ thuật và tín hiệu, thì cái hướng dẫn đăng ký mình cũng sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả chủ đề chính của video ngày hôm nay. Nếu như các bạn còn nhớ thì 2 tuần trước thì trong cái video phân tích chart thì mình cũng đã đưa ra những cái nhận định ngắn hạn là BTC có thể sẽ có một cái nhịp điều chỉnh giảm trước khi mà bật tăng trở lại. Và mình cũng nhắc nhở mọi người những cái mốc giá quan trọng, bao gồm mốc giá là 10.800 và mốc giá 10.600 đô. Và các bạn có thể thấy là sau đó thì cái diễn biến đúng là đã có một cái sự điều chỉnh nhẹ về vùng 10.500 và trước khi Bitcoin có cái sự bật tăng trở lại. Và hiện tại thì Bitcoin có cái mức giá cao nhất đạt được là 11.720 đô. Nhưng mà rất may là cái xu hướng giá đang đi theo cái xu hướng tăng, chứ nó không theo cái phương án là giảm sâu về vùng 9.000 như mà mình đã lo lắng và mình cũng đã chia sẻ với các bạn ở trong cái video gần đây nhất. Tuy nhiên thì một vài ngày gần đây thì Bitcoin lại bắt đầu đang có cái hiện tượng là chững lại và xuất hiện một vài cây nến giảm. Nhìn trên chart đồ thị các bạn có thể thấy là cái cây nến Doji xuất hiện, thể hiện cái sự lưỡng lự của cả phe mua phe bán. Trong những ngày vừa qua thì giá lên xuống tương đối là thất thường và khó đoán, và ngay cả bản thân mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đưa tín hiệu cho các bạn ở trong cái nhóm signal. Vậy thì để mà biết được cái diễn biến tiếp theo của thị trường trong những ngày tới là như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở cái phần sau của video. Còn bây giờ thì trước tiên là chúng ta sẽ quan sát chart đồ thị trên những khung thời gian lớn trước để mà các bạn có được cái nhìn tổng quan nhất về thị trường. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chart đồ thị trên màn hình là thể hiện cái sự tương quan của giá BTC và chỉ số S&P 500. Như mọi người cũng biết thì thị trường chứng khoán Mỹ là một trong những cái thị trường xuất hiện từ rất là lâu đời, và mỗi một cái sự biến động của cái thị trường này đều ảnh hưởng rất lớn tới những cái thị trường giao dịch tài chính khác như là vàng, như là dầu, như là forex, và chúng ta cũng không thể loại trừ ảnh hưởng đến cả cái thị trường crypto nữa. Nhìn lên chart màn hình thì các bạn có thể thấy là những cái diễn biến giá của Bitcoin và của chỉ số S&P 500 khá là tương đồng với nhau. Như nhìn vào chart 2M trên màn hình thì tại cái thời điểm mà S&P 500 đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử vào tháng 7 năm 2020 thì giá Bitcoin cũng thiết lập một đỉnh cao nhất kể từ đầu năm 2018 tại mức giá khoảng 11.600. Và hãy là trước đó vào tháng 11 năm 2018, khi mà S&P 500 giảm hơn 400 điểm và tạo đáy, thì giá của Bitcoin cũng giảm xuống đáy thấp nhất và dao động trong vùng 3.600 đô la trong một khoảng thời gian cũng tương đối là dài. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra khá là căng thẳng, và điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái chỉ số S&P 500. Nhìn vào chart thì các bạn có thể thấy là cứ mỗi sau một cái đợt bầu cử thì thị trường sẽ có một cái sự bùng nổ, có thể là tăng hoặc là có thể giảm mạnh. Như ở thời điểm năm 2016 ấy, sau khi cuộc bầu cử diễn ra thì giá đã liên tục tăng và tạo những cái đỉnh cao hơn, tạo những cái đỉnh sau cao hơn liên tiếp. Tương tự như với cuộc bầu cử năm 2012 thì thị trường cũng chứng kiến một cái đợt uptrend rất là dài. Tuy nhiên thì mình muốn lưu ý với các bạn một điều ấy, đó là tại cả hai thời điểm này thì cái chỉ số RSI đều đang di chuyển trên mức 50 và đang đều có cái xu hướng là di chuyển lên ngưỡng 70, tức là lên cái vùng quá mua. Quay lại một chút vào thời điểm năm 2008 thì ngược lại chúng ta lại chứng kiến cái sự sụp đổ của thị trường sau cuộc bầu cử, khi mà chỉ số S&P 500 giảm xuống mức thấp nhất và khoảng hơn 700. Và các bạn có thể thấy là lúc này thì chỉ số RSI giảm xuống dưới ngưỡng 50 và sau đó tiếp tục di chuyển xuống cái vùng quá bán. Tóm lại là các bạn có thể thấy là cái chỉ số S&P 500 và giá của Bitcoin nó có cái sự tương đồng với nhau.
Và chúng ta vì thế thì chúng ta trong tương lai hoàn toàn có thể tham khảo cái chỉ số S&P 500 để mà dự đoán được cái xu hướng giá của Bitcoin. Và để mà có thể quan sát được cái chỉ số S&P 500 thì các bạn sẽ cần phải có cái khả năng phân tích những cái sự kiện về kinh tế và về chính trị trên thế giới. Thì đây cũng mình nghĩ cũng là một cái tham chiếu khá là hay mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Và mọi người hoàn toàn, những cái bạn nào mà các bạn đang chơi chứng khoán hoặc các bạn đang chơi Forex hoặc là các bạn đang có những cái kiến thức cơ bản về chính trị và kinh tế tốt, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái chỉ số này để mà tham chiếu và có thể dự báo được cái xu hướng của Bitcoin. Bởi vì trong quá khứ thì chúng ta cũng đã có thể thấy được cái sự tương đồng, dù không quá nhiều nhưng mà chúng ta cũng đã có thể thấy được cái sự tương đồng giữa chỉ số S&P 500 và giá của Bitcoin. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chỉ số này để mà tham chiếu cho những cái diễn biến giá của Bitcoin trong tương lai. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang khung weekly để các bạn có thể có cái nhìn trung hạn về cái xu hướng của thị trường. Ở trên màn hình thì mình đã cài đặt sẵn 3 chỉ báo, đó là chỉ báo Stock RSI, chỉ báo HV và chỉ báo RSI. Đối với những các bạn nào mà theo dõi những cái video phân tích chart của mình thì có lẽ là các bạn cũng không lạ gì với 3 chỉ báo này rồi. Vậy thì những cái chỉ báo này hiện tại nó đang dự báo gì cho những cái xu hướng sắp tới của Bitcoin? Nhìn chung đối với mình trong dài hạn ấy, thì mình đang thiên về cái phương án Bitcoin sẽ có một cái sự tăng trưởng nhiều hơn. Tại sao mình lại nói là như vậy? Bởi vì nếu như mà nhìn vào chỉ số HV thì các bạn, như mà mình đã chia sẻ ở rất nhiều video trước, mỗi khi mà chỉ số HV di chuyển cắt lên mức 40 thì thị trường sẽ chứng kiến một cái sự biến động lớn. Lần gần nhất trước đó khi mà HV từ ngưỡng dưới 40 đi lên thì thị trường cũng đã chứng kiến một cái sự giảm giá khá là mạnh. Và cái thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là chỉ số HV đã di chuyển xuống dưới ngưỡng 40 và có khả năng là sẽ cắt lên một lần nữa trong thời gian tới. Như vậy là chỉ trong thời gian ngắn chúng ta sẽ chứng kiến lần thứ 2 chỉ số HV giảm xuống dưới mức 40 và tạo thành cái đáy thứ 2 chỉ trong cái thời gian ngắn. Đây sẽ là một cái dấu hiệu mà mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải tiếp tục quan sát ít nhất là trong vài tuần tới khi mà chỉ số HV lại cắt lên trên mức 40 một lần nữa. Mình nhấn mạnh lại là có thể sẽ mất vài tuần thì chỉ số HV mới có thể đi lên mức 40 và sau đó thì Bitcoin mới thực sự là đi vào một cái trend tăng. Tức là trong vài tuần tới thì diễn biến của Bitcoin sẽ tương đối là khó lường. Mình nghĩ là sẽ cần thêm những cái chỉ báo khác để mà chúng ta có thể dự báo được những cái biến động của Bitcoin trong khoảng thời gian này. Tiếp theo là đối với chỉ số RSI thì hiện tại thì chỉ số này vẫn duy trì trên mức hỗ trợ RSI 56 sau nhiều lần break không thành công. Nghĩa là chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng là thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng. Mặc dù vậy thì rất có thể là trong vài tuần sắp tới sẽ giá sẽ đâm thủng qua những cái ngưỡng hỗ trợ này và có cái sự điều chỉnh giảm. Vì vậy thì các bạn sẽ cần chú ý quan sát cái mốc này để mà kịp thời nắm bắt những cơ hội vào lệnh trước khi mà giá đi vào cái xu hướng tăng theo cái dự báo của chỉ số HV. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là giá vẫn đang lưỡng lự dưới cái vùng kháng cự cứng là vùng 12.000. Vùng 12.000 đô thực sự là cái vùng kháng cự rất là cứng và các bạn có thể thấy trên khung weekly từ rất là lâu. Chính xác là từ tháng 1 năm 2018 thì trên chart weekly chúng ta chưa từng bứt phá lên trên mức giá 12.000 đô. Có một vài thời điểm thì dâu nến cũng đã vượt qua được mức này và chạm tới mức là 13 và 14 ngàn. Tuy nhiên thì sau đó thì giá đã bị phe bán đẩy xuống và kết quả là nến đóng cửa vẫn nằm dưới mức 12 ngàn đô. Chính vì vậy mà cái mốc giá 12 ngàn đô sẽ là cái mốc giá chúng ta phải hết sức lưu ý quan sát trên khung thời gian weekly trên chart cầu thị của Bitcoin. Ở cái thời điểm hiện tại thì nếu như mà phe mua tạo cái áp lực mạnh thì hoàn toàn có khả năng là giá sẽ vượt lên trên khỏi vùng kháng cự này và sẽ có một cái sự tăng trưởng ngay vào tuần tới. Tuy nhiên, điều mà mình đang quan sát đó là liệu phe mua có thể duy trì được điều đó cho đến khi cây nến tuần đóng cửa hay không. Nếu như cây nến của tuần này hoặc là của tuần sau mà đóng cửa trên 12.000 đô thì chúng ta có thể hy vọng rằng đây sẽ là một mức hỗ trợ mới cho Bitcoin. Và nếu nó là một vùng hỗ trợ thì nó sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là cứng. Bởi vì khi mà vùng kháng cự cứng bị phá vỡ thì nó sẽ trở thành một vùng hỗ trợ rất là mạnh. Đó cái điều mà các bạn cũng đã biết khi mà các bạn xem những cái video về hỗ trợ và kháng cự rồi, đúng không ạ? Nếu như trong trường hợp mà giá có thể tăng lên được trên mức 12.000 trong 1-2 tuần tới thì mình nghĩ rằng điều tiếp theo chúng ta chờ đợi đó chính là giá sẽ phản ứng như thế nào với cái mức giá là 14.000 đô. Cách đây 2 tháng thì mình cũng đã từng làm cái video về cái vùng giá 14.000 đô. Tuy nhiên thì rất tiếc là giá của Bitcoin đóng nến tháng 8 và tháng 9 đều không vượt qua được cái mức giá này. Thế nên là trong khung thời gian tuần thì đây sẽ là mốc giá quan trọng tiếp theo mà chúng ta sẽ cần quan tâm tới nếu như Bitcoin phá qua được vùng 12.000 trong vài tuần tới, đúng không ạ?
Một điều nữa mà các bạn sẽ cần phải quan sát ở thời điểm hiện tại đó là cái chỉ số stop RSI di chuyển từ dưới lên trên ngưỡng 20 và đường phần trăm K cắt lên trên đường phần trăm D, nghĩa là thị trường đang dần kết thúc trạng thái quá bán và phe mua đang lấy lại ưu thế của mình. Tuy nhiên thì vẫn có khả năng là giá sau khi chạm đường kháng cự cứng tại mức giá 12.000 đô sẽ đảo chiều giảm mạnh. Trong trường hợp điều này xảy ra thì giá hoàn toàn có thể trượt về vùng 9.000 đô như mình đã từng phân tích ở video trước. Vì vậy thì các bạn sẽ cần phải lưu ý và xây dựng cái chiến thuật trade sao cho phù hợp nhất. Cá nhân mình thì vẫn tin là Bitcoin vẫn đang có một cái trend tăng, nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái phương án đề phòng nếu như cái kịch bản đó không xảy ra và cái trường hợp xấu nó sẽ tới. Mình cũng sẽ tiếp tục quan sát những cái tín hiệu khác trong thời gian tới và mình sẽ chia sẻ với mọi người để đưa ra cho mọi người một cái kịch bản nó có cái tỷ lệ chính xác cao nhất, đúng không ạ? Thì mọi người hãy theo dõi những cái video phân tích chart của mình trong tương lai để các bạn có thể nắm được những cái thông tin này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với chart daily. Thì mình đã xác định được một cái mô hình tam giác ở đây bằng việc là kẻ những cái đường trendline nối các đỉnh và đáy lại với nhau. Tuy nhiên thì vào ngày 10 tháng 10 thì giá đã xuất hiện một cây nến xanh dài và phá vỡ ra khỏi tam giác. Sau đó thì giá vẫn tiếp tục một cái trend tăng. Và mình nghĩ rằng là trong cái khung ngắn hạn ấy, thì Bitcoin vẫn đang giữ được cái xu hướng là xuống tăng trong thời gian tới. Khi mà giá đang di chuyển trên đường MA, nghĩa là vẫn đang ủng hộ cho cái xu hướng tăng tiếp tục xảy ra. Ngoài ra thì việc giá cắt qua cái đám mây Kumo khá là dày ở đây càng chứng tỏ là sức mạnh đẩy giá lên của phe mua là đang mạnh mẽ như thế nào. Bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy là chỉ số RSI vẫn được duy trì trên 50 và rất có thể sẽ tiếp tục tăng lên và trên mức 70 trong thời gian tới. Thì điều này, nếu điều này xảy ra thì nó chứng tỏ rằng lực mua vẫn đang được duy trì rất là mạnh. Đó là lý do tại sao mà mình đang kỳ vọng trong những ngày tới giá sẽ tiếp tục giữ được cái lực tăng và đạt được cái target 12.000 đô như mình đang chờ đợi ở trên khung weekly. Mặc dù vậy thì trong vài ngày tới thì giá hoàn toàn có thể retest lại trend tại cái mức giá là 11.000 đô rồi mới có cái nhịp tăng trở lại. Vì vậy thì đối với những cái bạn chơi exchange thì chiến thuật của mình sẽ đặt sẵn cái điểm entry và set buy dài ở cái mức giá là 11.400 và 11.000 với cái hy vọng là có một cái pha rút râu. Thì đó là những cái chia sẻ của mình liên quan tới chart đồ thị của Bitcoin. Nhìn chung là nó chưa có gì thay đổi nhiều so với cái nhận định của mình cách đây 2 tuần. Nó vẫn đang đi tương đối là chính xác. Và trong thời gian tới thì nếu như có bất cứ một cái sự thay đổi nào trên chart đồ thị của Bitcoin thì mình sẽ có những cái video làm cập nhật ngay cho các bạn để mà các bạn có thể biết được tình hình nó như thế nào, đúng không ạ? Thế thì các bạn hãy nhớ đăng ký và ấn cái hình quả chuông để khi nào mà mình có cái video các bạn sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất. Tiếp theo thì mình sẽ update cho các bạn cái chart đồ thị của một cái đồng altcoin mà mình nhận được rất là nhiều yêu cầu từ mọi người, đó là đồng ETH. Thì trên chart weekly của ETH ấy, thì dựa vào các đỉnh và đáy thì chúng ta có thể xác định được một cái kênh giá. Và cái kênh giá này thì đã được hình thành từ tháng 2 năm 2020 và giá của ETH thì vẫn đang rất là tôn trọng cái kênh giá này. Hiện tại thì giá vẫn đang tiếp tục di chuyển trong kênh giá này và chưa có cái dấu hiệu là sẽ break ra khỏi cái kênh giá này, ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới. Quay lại ở cái thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là trước đó giá đã cắt qua đường MA 50 hướng lên. Tuy nhiên thì sau đó lại xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh giảm. Rất có thể đây chỉ là một cái cú pullback đường MA50 và sau đó thì giá sẽ bật tăng trở lại đường kháng cự lên vùng giá khoảng 490 đô. Còn ngược lại, nếu như giá cắt xuống dưới đường MA50 thì có khả năng cao là giá sẽ tiếp tục giảm xuống đường hỗ trợ rồi mới bật tăng trở lại, retest lại cái đường kháng cự. Trong trường hợp xấu nhất, nếu như mà phe mua tạo ra áp lực quá lớn thì giá vẫn tiếp tục giảm và đâm thủng qua ngưỡng hỗ trợ tại cái vùng giá khoảng 335 đô. Thì mình muốn các bạn hãy để ý tới cái vùng giá quan trọng này để mà có thể kịp thời đưa ra được những cái chiến lược đúng đắn và nắm bắt được những cái cơ hội ở trên thị trường. Ok, đó là tất cả những cái chia sẻ ngắn của mình trong cái video ngày hôm nay. Tóm lại thì đối với BTC thì trước mắt ở cả khung thời gian ngắn hạn và trên trung hạn thì cái mức giá 12.000 đô sẽ là một cái target quan trọng mà chúng ta kỳ vọng là giá sẽ đạt được trong những ngày tới hoặc là tuần tới. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng sẽ cần quan sát thêm những cái thông tin từ những cái công cụ chỉ báo như mình đã đề cập để các bạn có cái sự chuẩn bị nếu như mà giá có bất ngờ có những cái chuyển biến lớn. Còn đối với ETH thì mình muốn các bạn quan tâm tới hai vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng là 490 và 335 đô. Về cơ bản thì ETH và các altcoin sẽ có biến động khá tương đồng với Bitcoin. Thế nên là nếu như các bạn trade các altcoin ở thời điểm hiện tại thì cái việc quan trọng nhất vẫn là các bạn nắm được
và bám sát theo những cái diễn biến ở trên chart của BTC và sau đó có những cái sự điều chỉnh sao cho phù hợp. Và trên cái nhóm Telegram về tín hiệu thì trong thời gian tới mình sẽ cập nhật thêm những cái tín hiệu của những cái altcoin để mà các bạn có thêm được cái sự lựa chọn để các bạn trade. Thì mình thấy là đôi khi mà Bitcoin ít có cái sự dao động, altcoin sẽ là những cái đồng coin mà có những cái điểm entry và nó tốt hơn, thì mình sẽ cập nhật trên mọi người ở trong cái nhóm Telegram đó, đúng không ạ? Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái video ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào, các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết, mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho mọi người. Và trong thời gian tới mình sẽ gửi đến mọi người những cái video phân tích chart một cách thường xuyên hơn. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn lại mọi người các video sau. Xin chào.